Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Người Một Nhà. Và đây sẽ là vòng 1 của chúng tôi được mang tên Đuổi Hình Bắt Bóng. Với vòng 1 này thì Thanh Duy sẽ giới thiệu tới Hải Triều và Thuận Nguyễn 6 nhân vật của chúng tôi. 6 nhân vật này hầu như là họ không có liên quan với nhau hết trơn á. Tức là họ đến từ 6 gia đình khác nhau. Và nhiệm vụ của các bạn á, là cứ mỗi lượt lựa chọn thì mình sẽ phải tìm những cái tấm ảnh quá khứ, ngày xưa của từng nhân vật ở trên sân khấu. Ví dụ như là bây giờ Hải Triều còn nhỏ và Hải Triều bây giờ có khác nhau lắm không? Bàn tay ngửa, bàn tay úp luôn. Không giống cái gì hết. Là không giống gì hết luôn. Không giống gì hết. Có nghĩa là nếu mà bây giờ đưa một tấm hình hồi nhỏ của Hải Triều là không nhận ra. Không ai biết. Chỉ mình em biết. Em dìm chết hết mình đâu. Không dám cho người ta biết đúng không? Còn Thuận Nguyễn thì sao? Cái hình hồi nhỏ em mới bây giờ rất là giống. Giống nhất là cái chán. Nó bự anh. Nó bự với lại nó bị hói. Hồi nhỏ là chán em mờ chỉ hói luôn anh. Rồi, là trên khuôn mặt mình cái vóc dáng này sao? Hồi nhỏ nó có cao vậy không? Có kiểu thon thon cao cao như vậy không? À bây giờ ngoại hình thì thay đổi rất là nhiều. Hồi nhỏ thì em ốm nhom nhách là như cây sậy á. Bây giờ cũng đâu có phải là quá bự đâu, quá mập đâu. Em cũng đang rất là thon 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 mà. Dạ tại vì bây giờ hiện tại em đang giảm cân để có công việc. Chứ bình thường là em 90kg và hiện tại là em có 78kg thôi. 78kg giảm cân cũng dữ dội nha. Sau chương trình là phải chỉ cách giảm cân cho mọi người đó. Ở đây ai cũng cần đó. Tập một ngày 4 lần, mỗi lần 3 tiếng. Sao em biết? Trời, lịch trình em nắm hết mà. Tại em có bắt chước nổi. Thanh Duy xin được thông qua một xíu về thể lệ của vòng 1 mình. Ở lượt chơi đầu tiên, chúng ta sẽ có 3 tấm ảnh. Và các bạn có nhiệm vụ là phải chọn là tấm ảnh nào thuộc về ảnh quá khứ của cái nhân vật mà các bạn chọn ở đây. Thắng lượt đầu tiên các bạn sẽ có 1 triệu đồng. Lượt thứ hai thì nó tăng tiền hơn, 1.500.000 đồng. Nhưng các bạn sẽ có tới 4 tấm ảnh để lựa chọn. Và lượt thứ ba số tiền cao hơn nữa, 2.500.000 đồng. Và tất nhiên số tiền cao thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn nhiều hơn là tới 6 tấm ảnh. Được không ạ? Các bạn có câu hỏi gì với cái phần đầu tiên này không ạ? Dạ không. Không. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với 6 nhân vật đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời. Bây giờ ở trên sân khấu của tôi đã là 6 nhân vật. Chúng ta sẽ chọn ai là người chơi đầu tiên. Hai bạn có muốn nhường nhau hay là muốn chơi quảnh tù xì hay gì không? 2-3. 2-3 Tìm sao? Thấy chưa? Vậy thì Thuận Nguyễn chơi trước đúng không ạ? Dạ. Dạ. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn đầu tiên của Thuận Nguyễn. Cho 1. Rồi bây giờ ở nhân vật số 1 thì không biết là khi mà còn nhỏ ảnh sẽ như thế nào ha? Anh này ở hiện tại thì em thấy anh giống em, trán cao. Trán cao. Trán cũng cao. Mắt to. Ủa mắt to hay là do cái mắt kính đó em nhìn nó to ta? Và bây giờ sẽ là những hình ảnh của nhân vật số 1. Trời. Trời cái hình này, cái hình em còn nhỏ. Đây đây đây. Nhưng mà em không có hạ miệng thôi. Rồi Thuận Nguyễn, bây giờ em có A, B, C. Cái trán nè giống nè, cái trán cao nè. Cái trán của C giống. Dạ, cái mắt anh cũng to luôn nè. Mắt to còn luôn. Cái gương mặt thì em nhìn không ra, tại vì lúc còn nhỏ thì cái má nó đầy quá. Nhưng mà cái vần trán thì Thanh Duy nghĩ là hình ảnh B cũng có cái trán cao mà. Không biết sao nhưng mà em thấy cái hình C cái trán cao hơn anh đó. Em nghĩ là hình A đó. Hình A vì sao? Giống biên em tập đánh lừa. Hả? Biên tập đánh lừa. Biên tập đánh lừa. Sai cũng nghi là biên tập đánh lừa. Thì biên tập ăn ở làm sao mà. Số nào vô người chơi của tôi là cũng nói là biên tập đánh lừa hết á. Biên tập nào vậy không sao? Chiều nói A có thể. Khán giả nghĩ gì ạ? Câu trả lời của Thuận Nguyễn là C ạ. C. C là câu trả lời cuối cùng của Thuận Nguyễn. Và câu trả lời từ chương trình đó là, xin mời kết quả. C. A, B, C ạ. C. C. Yeah. Bây giờ cho Thanh Duy hỏi một xíu là cái tấm hình này là anh chụp khi nào, lúc này mấy tuổi anh? Lúc này em như là má nói là mới 7 tháng. Đâu là cái điểm mà anh nghĩ là nhìn cái anh với cái tấm ảnh này là giống nhau nhất? À, cái chán. Cái chán luôn các bạn. Chán gì mắt. Chúc mừng Thuận Nguyễn với 1 triệu đồng đầu tiên. Còn bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Hải Triều. Số 3.
Với cái gương mặt này, với cái vóc dáng này thì Hải Triều nghĩ là hồi nhỏ ảnh là sao? Anh sẽ bầu bỉnh, bầu dễ bỉnh, thương, dễ thương, với một cái cằm trẻ, trán cũng khá cao, má vẫn bầu. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh từ nhân vật số 3. Trời ơi, để cái tay đó sao lấy cái má được, tức chết. Có cái này nữa nè, rồi cái này nha, nhiều khi cái này đó nha, ai biết đâu. Đó đó đó, che đó, đó che lại nha, cái mắt, coi cái mắt của cậu bé này. Nhưng mà cái mắt này không phải rồi, A thì không phải rồi. A không phải, vì sao A không phải? Bởi vì chân mày rùa rồi. Em chọn C, B không thể. Không, chịu suy nghĩ kỹ lại không? Tại vì không thể là từ cái khuôn mặt đó mà ra một cái người nhỏ đó mà bây giờ lớn là thành như vậy được. Không thể qua phẫu thuật thẩm mỹ đúng được. Chịu đúng rồi. Khoan. Thuận sao? Tại vì C, cái hình C em thấy cái anh hình C là hình như mắt hí nha. Còn cái anh trên hình số 3 này hình như không phải là mắt hí. Anh thử chớp mắt thử cho mọi người xem với anh. Chớp. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Đó, mắt hai mí hay một mí? Chịu lên xem đi, chịu lên xem. 30 giây. 10. Rồi. Đổi đúng không? Rồi, câu trả lời cuối cùng của bạn nhớ bấm chuông nha. Em chọn là B. B là câu trả lời cuối cùng của Hải Triều. Và không biết đó có phải là câu trả lời từ chương trình hay không. Trời ơi. Câu trả lời từ chương trình đó là... Xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao ít phút. Em chọn là B. B là câu trả lời cuối cùng của Hải Triều. Câu trả lời từ chương trình đó là... C, chắc chịu đánh em luôn á mọi người ơi. C, em đánh nó liền luôn. Yeah. Hay quá. 1 triệu đồng đầu tiên nó dành cho Hải Triều. Chút xíu đem tiền gì điên lẩu. Anh ơi, cái hình này là mình chụp hồi nào anh? Hình này anh chụp hồi ngày đầu tiên anh bước chân vô trường mẫu giáo. Ngày đầu tiên đi học, có mẹ dắt tay tới trường không? Này đi mình. Giỏi vậy, đi học mẫu giáo đi mình á. Cho nên không có mắt ướt nhạt nhòa. À, cái này không mắt ướt nhạt nhòa không hả, mà miệng hơi méo. Tự nhiên á. Cảm ơn nhân vật số 3 và Hải Triều nhận được 1 triệu đồng đầu tiên từ chương trình. Cảm ơn. Hai bạn giỏi quá, hai bạn có một cái phần khởi động rất là suôn sẻ đúng không ạ? Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến sự lựa chọn của Thuận Nguyễn. Số 4. À. Thật sự nãy em có nhìn qua em thấy anh số 4 là có thể là khó đoán nhất. Vì sao vậy? Gương mặt anh này có vẻ là hài hòa hơn, không có gì đậm nét hết. Cho nên là em nghĩ là rất là khó đoán. Tất nhiên là phải khó rồi, bởi vì là ở vòng này thì bạn số tiền bạn nhận được là tới 1.500.000 lận. Và đặc biệt là chúng ta có tới 4 sự lựa chọn. Đúng rồi. Và bây giờ đó chính là 4 tấm ảnh của nhân vật số 4. Xin mời. Hay à. A, B, C, D. Em được lên xem. 10. 5, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Khó không? Rồi bấm chuông luôn. Em chọn C. C, yeah. C. Mọi người nghĩ sao hả? Khán giả nghĩ sao hả? Tại sao lại là C? À, tại vì em thấy cái điểm mà dễ nhận dạng nhất trên gương mặt của ảnh hiện tại đó là chính là cái khuôn miệng. Cái khuôn miệng của hình C với lại cái hiện tại thì vẫn còn rất là giống nhau. À hả? Còn lại mắt thì cũng hơi hơi thôi, không còn giống như hồi nhỏ nữa. Cái khuôn miệng anh nghĩ là bạn A cũng giống vậy. Dạ, bạn A cũng giống nhưng mà mũi với lại mắt của bạn A thì không có giống cái anh đang đứng hiện tại nè. Cái chóp mũi của anh số 4 với hình C thì nó phù hợp hơn, nó gọn hơn. Chắc chắn chưa ạ? Em khá chắc. Khá chắc là C, dạ. Đúng không ạ? Dạ. C là câu trả lời cuối cùng của Thuận Nguyễn. Và câu trả lời từ chương trình đó là... A, B, C, D, hả? C. Câu trả lời đó là C. Yes. Hay quá ha. Vì trên đây đoán hay quá luôn á. Thuận Nguyễn là có đi học bác sĩ mà. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Wow. Cho nên nhìn khuôn hay lắm. Thuận Nguyễn vừa có 1.500.000 đồng. Chúc mừng. Còn bây giờ sẽ là sự lựa chọn tiếp theo từ Hải Triều. À, nhưng mà dạ, cho em nói, ví dụ em chọn xong em nhờ Thuận Nguyễn chọn em được không? Không. Chơi vậy chơi làm chi nữa, chơi vậy chơi dế nha. Hèn chi mới đem con dế nó bù em đó. Bây giờ xin mời Đen. Số 6. Số 6. Chị
rồi, nhân vật số 6 có vẻ hơi căng thẳng nha. Em thấy căng thẳng từ đầu giờ. Mặt giờ hơi là kiểu căng thẳng quá. Mà để bốn tấm hình cười lại là em chết ngắt luôn. Nhìn về ngoại hình, vóc dáng, đồ các kiểu thì Hải Triều có một cái phán đoán gì đầu tiên không? Vừa định nói gì? Hơi mớm. Duyên. Sao mớm duyên, mớm duyên. Dạ, mớm duyên. Mớm duyên. Thì cũng là cầm vuông. Em nghĩ là cũng mắt không khá đặc biệt đó chị. Mắt khá đặc biệt. Hết rồi đó anh. Mặc dù cái con mắt thì rất là nhỏ nhưng mà nhìn vô thì lại rất là rõ. Nghĩ cái gương mặt anh này ấn tượng nhất là đôi mắt, em nghĩ vậy. Có rất là nhiều dữ liệu để chúng ta đoán đúng không ạ? Còn bây giờ sẽ là những hình ảnh từ nhân vật số 6. Chờ cho em về được không? Chưa hết biết rồi. Em sẽ loại trừ nhé. Loại trừ đi. Cái thứ nhất là hình D. Hình D vì sao? Em sẽ không chọn hình D. Vì sao vậy? Bởi vì mũi của anh này có sóng. Có sóng mũi, còn mũi của em bé thì hơi nhỏ đúng không ạ? Hơi nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn. Dạ, hình C. Loại hình C luôn. C thì hai người nó cũng quạo nhưng mà cái nét quạo nó khác lắm. Quạo quạo giống giống nhau mà ta. Hình A với hình B. Em chọn hình A. Chốt chưa? Em chọn A. Có hỏi khán giả không? Có hỏi Thuận Nguyễn không? Đây là người của chương trình, bên kia là người của biên tập. Có hỏi Thuận Nguyễn không? Em thì giống Triều á, tại vì khi mà nhìn vô á, thật sự á, nếu mà đôi mắt này á, trời mà ơi, vô cái phần B rất là hợp lý. Nhưng đúng, mà cái miệng của anh này phần đúng, A là hợp lý nhất. Coi là coi từ cái miệng. Bạn chọn A. 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 Xin mời đáp án. A. A. Hải Triều vừa có 1.500.000 tiếp theo. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn cuối cùng nha hai bạn. Sự lựa chọn này thì nếu mà trả lời đúng thì mình sẽ có 2.500.000. Nhưng mà sẽ khó hơn vì chúng ta sẽ có tới 6 hình ảnh để mà chúng ta lựa chọn. Còn bây giờ sẽ là sự lựa chọn cuối cùng trong vòng 1 dành cho Thuận Nguyễn. Em sao vậy? Một rau mà. Mà bây giờ mà để lên cái hình hồi nhỏ ảnh đeo dâu của ông già Noel là em chọn liền luôn á. Cặp em hồi nhỏ phải bận hết tất cả mọi thứ để em biết chương trình này có chơi chứ. Ngoài cái râu ra thì cái điểm gì mà mình có thể bám vào để suy đoán? Tóc thì sao ạ? Ví dụ như ngày xưa có thể là tóc nhiều. Tóc nhiều giờ tóc ít hả anh? Nói chứ ngày xưa tóc dài em nghỉ chơi chương trình liền. Tại vì anh tóc anh bây giờ rất nhiều, rất đẹp, rất dày. Thì có nghĩa là tóc ngày xưa cũng có thể dày đẹp đúng không? Dạ. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh của nhân vật số 5. Bây giờ có tới 6 lựa chọn lận đó nha. Thuận Nguyễn, bạn có phán đoán gì chưa? Phán đoán của em nha. Em loại A. Vì sao loại A? Thì vì hình A hoàn toàn không giống, nhất là cánh mũi. Phần B cũng không, hơi phân vân, em hơi... Cũng không chắc lắm về B đúng không? Cánh mũi cũng không luôn nè. Rồi. C... có thể là... hình D cũng không giống luôn nha, D cũng không giống. D cũng không giống hả? Dạ. Cái mũi cũng khác, khác nhiều lắm, khuôn miệng cũng khác luôn. Em đang phân vân giữa C và E. C và E, khán giả nghĩ gì ạ? Hải Triều nghĩ gì? Em nghĩ là E. Nghĩ là E vì sao? Tại vì anh thấy giống với lại cái mũi á, nó giống lắm, với lại cái miệng vẫn như vậy. Vẫn còn cái độ cười nửa miệng. Với lại giống như cái gì chị biết không? Cái má hả? Cái má hồi xưa. Cái má đúng rồi. Và cái khuôn á, cái khuôn vẫn còn. Trong cái tấm hình E thì cái má mình rất nhìn rõ. Cái má đúng không? Hai cái cơ má rất là rõ. Cái má này là không phải là đánh phấn đâu, là bóng tự nhiên, bóng từ nhỏ luôn. E cũng có thể nha. Em nghĩ là E. E. Câu trả lời của Thuận Nguyễn là E. E. Và câu trả lời từ chương trình đó là... đó là... E. Rồi đây nha, không sao, bây giờ không sao đâu cưng, không sao. Phân tích nha, bây giờ này, nhìn cái C và nhìn cái hình ảnh bên ngoài như này, các bạn có thấy có điểm gì liên quan với nhau không? Ảnh cười mới thấy giống. Ảnh cười mới thấy giống. Anh cười hở răng ngay mà... đó y chang. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó này không cười. Đúng rồi.
Hồi nãy mới về chồng ổng cười xuống rồi. Anh ơi, cái hình này là mình chụp lúc học lớp mấy anh? Hình này lúc anh chụp lúc 10 tuổi. Cảm ơn nhân vật số 5 của chúng tôi. Rất tiếc cho Thượng Nguyễn là bạn đã không nhận được 2.500.000 cuối cùng từ chương trình. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn cuối cùng từ Hải Chiêu. Bạn cũng không có sự lựa chọn gì mấy. Dạ, người số 2. Nhân vật này có vẻ trẻ hơn so với những nhân vật khác đúng không ạ? Bạn có một cái phán đoán gì đầu tiên với nhân vật số 2 không? Dạ, vẫn là một ánh mắt rất hiền hậu. Ánh mắt hiền hậu, mắt nhân hậu. Sao nữa? Chân mày cũng khá lạ. Chân mày cũng khá lạ, lạ ở điểm nào nhỉ? Dài. Chân mày dài mà dài hơn bình thường. Dài hơn bình thường nhưng mà dài hơn chân mày em rồi đó. Nhưng mà thường thường con nít đó nhìn chân mày khó được khó đoán nhưng được mà lắm. Có người có khuôn chân mày. Đúng rồi, cái khuôn chân mày thì cũng rất là dễ để nhận ra. Cũng là nè, mớm duyên cam nhọn. Bây giờ sẽ là những hình ảnh từ nhân vật số 2 của chúng tôi. Xin mời. Lại là cái tấm giống tấm tôi nữa. Nếu mà độ về cái độ khuôn mặt thon của bây giờ thì với những tấm hình này thì có ai thon không ta? Em thì em nghi D đó. D? Vì sao D vậy? Nói chung là em nhìn tại vì cái người A sẽ không thể nào mà lớn lên sẽ thành anh số 2 được. Hình B cũng vậy, hình B là hình em rồi. Hình C là không, hình C là mắt của hình C là không có giống như mắt của anh này. Còn hình E thì không thể nào cái khuôn chân mày như vậy được. Còn hình F cũng không. Hình D tại vì khuôn chân mày giống lắm. Khuôn chân mày rất giống. Ghi nhận đáp án của Hải Triều. Và câu trả lời từ chương trình có phải D không? Xin mời. D. Hay quá. Cặp chân mày đã cứu em. Cặp chân mày đã mang tới hết mọi điều đúng rồi. Okay, anh ơi, khi mà nhìn cái tấm hình này của mình hồi nhỏ có cảm giác gì không? Cái này là lúc thôi nói lúc 1 tuổi. Một tuổi. Cười rất là tươi. Có được 2 cái răng. Cảm ơn anh rất nhiều. Và chúc mừng Hải Triều đã nhận được 2.500.000 đồng từ chương trình.